tiệc gặp những bậc đức cao vọng trọng thì đeo đồng hồ cơi cho nó sang trọng lịch sự. Vậy thì đi thể dục nhưng ở đâu gặp những bậc đức cao vọng trọng thì chúng ta đeo đồng hồ gì? Keyslake KR2 giá có 1,7 thôi mà mạnh điên. Mạnh như thế nào ạ? Thứ nhất là con này chip rất mạnh. Vuốt ra vuốt vào nó phải mượt mà như thế này. Đấy. Đấy, các bạn hiểu không? Nó phải chạy nhanh như chó đuổi như này. Đấy. Con này nó có dual core triple speed, tức là mạnh gấp 3 lần so với những cái con đồng hồ cùng phân khúc. Có thêm một cái nữa mạnh đó chính là cảm biến mạnh. Nhìn trông nó có rung động lòng người không? Ui giời ơi, đếm nhanh thế. Nó có phụ nút riêng với 100 chế độ luyện tập võ thuật này. Ui rồi ôi mẹ. Nhìn trông hiệu ứng đẹp kinh khủng khiếp. Chính là nhờ chip mạnh, cảm biến mạnh. Và tất nhiên đi cùng với cái hệ cảm biến mạnh thì nó cần phải có kháng nước và kháng bụi mạnh. Màn này là màn AMOLED độ sáng 1000 nit nha các bạn. Tức là các bạn hoàn toàn có thể đem con này ra ngoài trời, vừa chạy bộ vừa xem. Độ sáng của nó vẫn đảm bảo cho bạn xem cực kỳ nét, nhìn như điện thoại di động. Nhìn trông ui sang thế. Này, nhìn cái mặt đồng hồ sang nhở. Nhìn cái đồng hồ này đi cạnh tôi sang cả cái đồng hồ lên thật. Xu thế bây giờ đang là đồng hồ thông minh mặt tràn viền, kết hợp cùng với cái viền kim loại thì nhìn trông như kiểu là cái viền titan trên iPhone 15 vậy. Với người ưa vận động thì con này rất hợp lý. Khuyến mãi mở bán giảm còn 1,7 triệu tại Sephora, Hoàng Hà, các kênh online trên TikTok và Shopee. Mua đi bạn ơi, đồng hồ Keyslake KR2 cơ.